chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel Dương Râu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục điểm tin công nghệ trong ngày. Một nhân viên cũ tối Apple dùng Siri để nghe lén chuyện ấy. Một nhân viên hợp đồng từng tham gia dự án liên quan đến Siri đã tố cáo Apple dùng trợ lý ảo để nghe lén các nội dung nhạy cảm. Theo Guardian, Thomas Lee Pionet, 25 tuổi, đã gửi thư lên cơ quan quản lý quyền riêng tư của châu Âu hôm 20 tháng 5, tố giác Apple thu thập trái phép các thông tin của người dùng qua Siri. Nội dung thu thập bao gồm các cuộc thăm khám bác sĩ, giao dịch chất cấm và thậm chí là nội dung liên quan đến tình dục. Thomas từng là nhân viên hợp đồng của Apple, phụ trách ghi lại các đoạn hội thoại khi người dùng iPhone, iPad nói chuyện với Siri nhằm cải thiện thêm sự thông minh của trợ lý ảo này, nhưng đã nghỉ việc từ giữa năm 2019. Điều đáng lo ngại là Apple sẽ tiếp tục phớt lờ các vi phạm về quyền riêng tư. Họ sẽ tiếp tục làm đầy bộ sưu tập dữ liệu khổng lồ của mình. Thomas viết, tôi rất lo lắng khi các công ty công nghệ lớn sẽ nghe lén toàn bộ người dân ở châu Âu, dù cho các công dân tại đây đã được thông báo rằng họ đang sống ở nơi có luật bảo vệ quyền riêng tư mạnh mẽ nhất trên thế giới. Năm ngoái, chính Thomas cũng là người tiết lộ với Guardian về việc nghe lén qua Siri. Trong đó, anh cho biết Siri đã thu thập một lượng lớn các bản ghi âm riêng tư. Quá trình ghi âm được thực hiện ngay cả khi người dùng không kích hoạt trợ lý ảo. Thomas chia sẻ, tôi đã nghe hàng trăm bản ghi âm mỗi ngày từ nhiều thiết bị khác nhau, từ iPhone, Apple Watch đến iPad. Nhưng người dùng lại không hề được thông báo là họ đang bị thu âm những gì. Các bản ghi âm cũng không chỉ giới hạn người dùng trên thiết bị Apple mà còn liên quan đến người thân của họ, bao gồm trẻ em, bạn bè, đồng nghiệp hoặc bất kỳ ai có thể thu thập âm thanh được. Hiện tại, Apple vẫn chưa đưa ra bình luận nào về bức thư này. Doanh số bán iPhone tăng trưởng đến 160% trong tháng 4. Theo CNBC, một báo cáo mới đây được thống kê từ hãng nghiên cứu CINNO Research cho thấy Apple đã bán được 3,9 triệu chiếc iPhone tại thị trường Trung Quốc trong tháng 4 vừa qua. Con số này tăng đến 160% so với tháng 3, tháng mà Apple chỉ bán được 1,5 triệu chiếc. Trước đó, tại tháng 2, doanh số bán iPhone của Apple tại Trung Quốc đã xuống đáy với việc phải đóng cửa toàn bộ store để tránh sự lây lan của Covid-19. Và chỉ chưa đầy 500.000 chiếc iPhone được bán ra trong tháng 2 vừa qua. Đến tháng 3, khi mà các Apple Store tại Trung Quốc được mở cửa trở lại, cũng như việc giãn cách xã hội của nước này gần như được dỡ bỏ, thì doanh số của iPhone đã nhanh chóng được tăng trở lại. Doanh số bán iPhone tăng mạnh trở lại vào tháng 4, đi cùng với sự tăng trưởng của thị trường smartphone Trung Quốc. Thống kê từ Học viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông Trung Quốc cho thấy, đã có hơn 48 triệu chiếc iPhone được bán ra trong tháng 4 vừa qua, tăng đến hơn 94% so với tháng 3. Thiết bị giá rẻ iPhone SE 2020 được xem là một trong những động lực tăng trưởng doanh số của Apple trong tháng 4, được bán ra vào cuối tháng 4, song iPhone SE 2020 chiếm tới 24% tổng doanh số bán iPhone của Apple. Tại Trung Quốc, iPhone SE 2020 có giá bán là 3.299 nhân dân tệ, tương đương với 464 đô. Thêm một tuyến cáp quang gặp sự cố. Trong khi tuyến cáp quang biển AAG đang bị lỗi, một tuyến cáp quang khác là ABG cũng đã gặp sự cố vào ngày 23 tháng 5. Khiến Internet đi quốc tế bị ảnh hưởng rất nhiều. Đại diện của một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet ISP tại Việt Nam cho biết, tuyến cáp quang biển Asia Pacific Gateway, viết tắt là ABG, đang gặp sự cố trên đoạn S1.7, gây mất toàn bộ lưu lượng kết nối Internet từ Việt Nam đi quốc tế trên tuyến. Ngay sau khi phát hiện tuyến cáp quang ABG gặp sự cố, các nhà mạng đã triển khai nhiều phương án để điều chuyển lưu lượng sang các hướng cáp đất liền và các biển khác. Theo đại diện Hiệp hội Internet Việt Nam, hiện nay, dung lượng kết nối Internet từ Việt Nam đi quốc tế phần lớn là đi qua các tuyến cáp biển SMW3, ABG, IA, AAG và AAE-1. Điều đáng nói là tuyến cáp quang ABG gặp sự cố giữa lúc một tuyến cáp quang biển khác là AAG cũng đang bị lỗi. Điều này được đánh giá sẽ không gây ít nhiều khó khăn cho các ISP Việt Nam đảm bảo duy trì chất lượng dịch vụ Internet quốc tế cho người dùng. Đây cũng là thông tin cuối cùng của trong bản tin của ngày hôm nay. Còn các bạn nghĩ sao về những thông tin trên? Xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.